Ở đây đi. Đi nắng mụn à. Chào một cái chứ phải nè. Cô mở mắt ra cái gì nữa hoang mang. Quên rồi. Quên rồi, hoang mang chị nở rồi. Em quay mùng mà xuống quay Minh Tinh. Ừ. Ba bốn máy chị còn hơn Minh Tinh. Hơi giống giống được Phúc. Sâu gần na đó mày. Trời ơi, mấy con muộn thiệt là nó để hết hết cái à, hết dung lượng à. Chắc nghe nhấn nhầm nút quá chứ. Chứ mày bị chi đó không? Đồng tay với cái âm lượng. Chứ chị tưởng hồi là đứng để là gãy xương. Gãy xương sống luôn. Đau rồi đó, chỗ này là hơi nèo nha. Nắng mọc muộn kia. Mọc gì ác thì không biết nữa. Nó to đúng quá. Thì cục một nấy như cái cục bé ú luôn mà. Nó tròn tròn luôn đã. Quéo quéo rồi đó. Quéo lại rồi. Không viêm nó, lưng nó cũng viêm rồi. Ở đây gần viêm rồi này. Đứng được không Phúc? Yên đứng phía trên xuống xí. Trên này đúng rồi. Cho nó khác một phút xí. Đừng phút nó. Ta lùa gà lên. Một máy là cho nó bao phê luôn. Đau nghe, ráng nghe. Cái cục này ra nhìn nó dễ mẫn lì ghê ta. Chị nhớ xuống còn đuối á. Đau đó nghe. Ở chỗ ngực nè. Ra một con này. Siêu to khổng lồ.
Bụng này ta nặng, người ta không đói bụng luôn. Ý là nó đã kìa. Yên đừng có quay, yên đúng chỗ rồi, để ông Phúc như chị này. Thế em thấy thằng cháu nó đẹp rồi được. Em nhắm vô cái ngón cái thôi, còn Phúc là để chú ý là cái ngón cái ăn đẹp, đừng có quay hai ngón vô tầm giữa rồi được. Rồi nhìn cái thế giống nhau quá kìa, giống miệng lật ngược với nhau. Coi chân điện đó mình Phúc. Góc dưới liền luôn mới khác chứ đừng đứng ngang ngang khác thì thôi. Dưới cái góc này là như thế. Chúa chà. Dạy vụ này mới đau đi. Không chịu đâu, đau luôn. Cái lưng cũng còn nhiều lắm. Em rung mà ta rung. Ta nói rung. Một cái máy rồi. Chị qua Vũ Quốc có 3 người luôn á. Hay quá, 3 người nó cũng nhiều chứ nhiều. Cái dễ thương.
em được rồi. 11 đi em. Phút mấy rồi? 9 chú già cục này đau lắm.